Xin chào các bạn, ngày hôm nay ekip Mimosa Wedding sẽ chụp một bộ ảnh cưới rất đặc biệt cùng với một cặp đôi cũng đặc biệt không kém. Bật mí cho các bạn, cô dâu của chúng mình ngày hôm nay vô cùng xinh đẹp và là một hot girl có gần 5 triệu lượt theo dõi trên các trang mạng xã hội. Và chú rể là một ca sĩ có rất nhiều bài hit trên top thịnh hành. Và không ai khác đó chính là xoài non mà ca sĩ Lưu Hoàng. Đẹp rồi em. Vậy thì hãy cùng mình khám phá một buổi chụp ảnh cưới của xoài non mà ca sĩ Lưu Hoàng sẽ diễn ra như thế nào nhé. Ekip đang setup nốt những công đoạn cuối cho concept thứ hai. Hãy cùng mình xem ekip đang chuẩn bị đến đâu rồi nhé. Để chuẩn bị cho concept này, chúng mình đã rất đầu tư và trau chuốt từ việc lên ý tưởng cho đến setup bối cảnh. Damn, you look so good. Laying there wearing nothing but my t-shirt. Chúng ta với nhau nào hai đứa, nhìn nhau đây đây. Rồi, drive my lips all around it, cause I'm holding my breath under the wind. You're gonna wake up in my arms, head on my chest, our hearts beating. I can't wait to kiss you each morning. It's strawberry sky. Với concept cuối cùng, chúng mình muốn thay đổi phong cách một chút nên đã set up riêng cho dâu rể một bàn tiệc trà với tôn nền hồng sang trọng ngay tại khuôn viên của biệt thự Hoa Hồng. Và hãy cùng xem xoài non và ca sĩ Lưu Hoàng sẽ thay đổi diện mạo như thế nào trong concept đặc biệt này nhé. Nếu em nói mình xa nhau rồi ngày mai ai sẽ đưa lối em về. Ekip Mimosa đã hoàn thành buổi chụp ảnh cưới rất suôn sẻ và thành công khi có sự góp mặt của hai nhân vật rất nổi tiếng là xoài non và ca sĩ Lưu Hoàng. Chúng mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và nếu các bạn hào hứng với album dự án lần này, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Mimosa Wedding để cập nhật những video mới nhất của chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye. Wow, chắc là, yeah, không còn ai bận tâm đến gì.